Dạ. Vừa leo từ tầng 2 xuống toát mồ hôi luôn. À, bên có hai ngài hộ pháp bằng đồng, ở đây toàn bằng đồng với bằng đá. Những cái điểm nhấn chính của cái thiết kế của cái ngôi chùa này. Chúng ta sẽ đi sang hai bên hông nhé. Cái chuông gió này mọi người đang kêu đấy. Nghe cái âm thanh này cũng rất là vui tai. Hai bên tả và bên hữu thì họ thiết kế một cái hồ bán nguyệt, xây vòng đá xung quanh. Bên dưới thì có trồng hoa sen mùa này thì tàn hết rồi. Mùa đông thì đây là một cây bồ đề. Phía bên đông, mặt tiền bên phía đông của ngôi tháp bảo. Phía bên đông nha mọi người nha. Đây là các ngài hộ pháp. Không gian của ngôi chùa này rất là rộng. Rất là rộng luôn. Mình sẽ đi xuống đây xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới này. Các cổng hoàn toàn làm bằng đá. Đá xanh rất là đẹp. Ở dưới này là các tăng ở, tăng ni người ta ở dưới này. Thờ mẫu. Gian này người ta thờ mẫu nha mọi người nhé. Mình thử đi vào xem nào. Ở đây cũng thờ Phật. Phật à, bên dưới chắc là đây là ngôi tam bảo chứ. Bên này là ngài Địa Tạng. Đây là ban đức linh ông của bàn thờ của cái ngôi chùa này. Bàn hộ pháp. Dưới là cây lộc vừng nha mọi người nhé. Ở đây chắc là rất tốn tiền về đá. Mình thấy họ làm đá rất là nhiều. Còn đây là cây lựu. Cây lựu này người ta hái hết quả này, còn mấy quả thôi. Mấy quả nhìn khá là còi cọc. Đây là cái vườn hoa. Bên trong này khá là nhiều cây lá lốt. Ngôi chùa này khá là sạch sẽ. Đây là cái gì đây? Mình sẽ đi vào trong để xem nào.
Ở đây có để chữ là hiền tài là nguyên khí quốc gia, vinh danh hiếu nghĩa mở lối học hành, xây nền phúc đức thuận theo thiên địa, lai làng hưng lộc xin lập bia lầy, thờ phụng hiền tài, thiền sư vạn hạnh, mong được phúc ấm, khai sáng trí tâm, để mãi muôn đời con cháu vinh hiển năm Quý Tỵ. Con nghêu bằng đá trắng tuyệt đẹp luôn. Thì đây là cái cổng phụ ở phía đằng tây đây mọi người. Cái cây quất này không được bẻ quá, họ để chữ màu đỏ kia là không được bẻ quá. Đây là cây hoa đại. Ở phía xa xa kia, các bạn có thể nhìn thấy là cái hồ Bán Nguyệt đấy, bên đông một cái, bên tây một cái. Một trong những ngôi chùa của miền Bắc Việt Nam mình. Bây giờ mình sẽ đọc về cái ngôi tháp bảo này. Bảo tháp Đại Bi với 13 tầng trên diện tích là 1.500 m². Bảo tháp Đại Bi có sức chịu tải trọng là 141 pho tượng đồng nặng gần 100 tấn và sức chứa hàng nghìn người. Phía trước có lầu Di Lặc, hai bên có hồ Tịnh Thủy. Bốn phương là bốn pho tứ thiên vương, chiều cao là 4,9 m, tượng trưng cho 49 ngày Đức Phật thiền định, đạt tới giác ngộ viên mãn. Cấu trúc bên ngoài hình bát giác, theo bát chánh đạo là con đường mà Đức Phật đã chỉ chúng sinh đến giác ngộ và giải thoát. Cấu trúc bên trong theo hình tứ trụ, tượng trưng cho quy luật thành trụ dị diệt, cũng là biểu tượng của tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, là chân lý, là gốc cơ bản của trí tuệ của đạo Phật. Bên ngoài từ tầng thứ 2 đến tầng 12 thờ 84 pho tượng trong bài chú Đại Bi. Bên trong tầng 1 thờ Đức Phật Thích Ca, hai bên là đệ tử ngài A Nan và ngài Maha Ca Diếp. Từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 12 là thờ 33 pho tượng Phổ Môn và tứ thánh kiết tường, gồm Phật mẫu Tara, Phật mẫu Chuẩn Đề, Phật Bà nghìn mắt nghìn tay và Phật Quán Âm thập nhất diện. Tầng 13 thờ tượng cửu phẩm A Di Đà, tam thánh Tây Phương, Phật Ngọc Xá Lợi, Phật cùng với ấn Phật Ngọc, tòa sen bằng đồng trên đỉnh tháp nặng 3 tấn, 5 cánh sen, có 5 bức tượng, gắn 5 viên đá. 5 bức tượng có gắn 5 viên đá quý, biểu tượng của ngũ trí Như Lai, cổng vào lát đá chạm khắc hình rồng cùng hoa văn tinh xảo, khuôn viên bao quanh 100 cây cột đá, biểu tượng của 100 chữ phúc, mang ý nghĩa nguyện đem phước lành cho đách gia trăm họ, vừa tạo sự hài hòa gắn kết văn hóa dân tộc với Phật giáo Việt Nam. Ý nghĩa tối linh của tháp bảo là đem lại nguồn ân đức gia trì cho đất nước và hòa bình thế giới. Ông Vũ Hữu Cường và bà Nguyễn Thị Thu Hương, địa chỉ 95 Triệu Việt Vương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, công đức xây dựng tòa tháp Đại Bi, thôn Hưng Lộc, xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, số tiền là 1 tỷ đồng bằng hiện vật. Đẹp quá luôn đấy.
xin chào mọi người nhé. Vừa rồi chúng ta tham quan xong cái ngôi chùa chào tất cả mọi người nhé. Mình vừa tham quan xong cái ngôi chùa Phúc Lộc, một ngôi chùa có nói có một cái ngôi tháp kiến trúc rất là đặc biệt. Chúng ta vừa tham quan xong và video của tôi đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.